Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 41 diễn ra tại Paris, đã thông qua danh sách các danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2022-2023 để UNESCO cùng vinh danh và tham gia kỷ niệm năm sinh, năm mất, trong đó có hồ sơ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Đây là niềm vinh dự, tự hào và là niềm vui chung của tỉnh Bến Tre nói riêng và của người dân Việt Nam nói chung. Việc UNESCO thông qua nghị quyết cùng kỷ niệm 200 năm ngày sinh của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu đã khẳng định sự đánh giá cao của quốc tế đối với những giá trị về văn hóa, đạo đức, truyền thống, học tập của con người Việt Nam. Đồng thời, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm tôn vinh và ghi nhận những thành tựu của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu theo yêu cầu của UNESCO cũng góp phần quảng bá hình ảnh con người và văn hóa của tỉnh Bến Tre nói riêng và Việt Nam nói chung với bạn bè quốc tế. Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với tỉnh Bến Tre tổ chức các hoạt động kỷ niệm như cam kết với UNESCO, cụ thể gồm trưng bày triển lãm con người và sự nghiệp danh nhân Nguyễn Đình Chiểu tại Việt Nam và gửi trưng bày trên môi trường kỹ thuật số đến UNESCO, tổ chức hội thảo quốc tế và lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu gắn với tổ chức các hoạt động ngày hội truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre 1 tháng 7 năm 2022 lần thứ 30. Bên cạnh đó, tỉnh Bến Tre cũng sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và di sản Nguyễn Đình Chiểu để lại, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao truyền thống vào thời điểm diễn ra các sự kiện vinh danh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu sinh năm 1822 tại làng Tân Thới, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định, nay thuộc quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và mất năm 1888 tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ông là một nhà thơ, nhà văn lớn của dân tộc, đã đóng góp rất nhiều tác phẩm có giá trị vào kho tàng văn học Việt Nam. Những tác phẩm nổi tiếng của ông như Lục Dân Tiên, Chạy Giặc, Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp, Dân Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là tấm gương sáng về lòng yêu nước thương dân cũng như tinh thần chống ngoại xâm kiên cường bất khuất. Người dân Bến Tre và nhân dân cả nước kính trọng lòng yêu nước, quý mến tiết tháo và phẩm chất của ông, một người đã nâng đạo lý yêu nước, thương dân, trọng nhân nghĩa, không khuất phục cường quyền thành sức mạnh tinh thần đánh giặc cứu nước. Nguyễn Đình Chiểu còn là một người con hiếu thảo, người thầy mẫu mực, một danh y đức độ, dùng ngòi bút để chở đạo, sửa đời và dạy người.